Sáng ngày 7 tháng 9, tại tổ dân phố 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum xảy ra vụ cháy lớn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, tại số nhà 385 đường Phan Đình Phùng thuộc tổ dân phố 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum xảy ra vụ cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng chức năng của thành phố Kon Tum kịp thời có mặt để triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lây lan. Vụ cháy khiến nhiều tài sản, hàng hóa của người dân bị thiêu rụi nhưng không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.